在那个细雨霏霏的日子里，我再次忍受分手的惆怅与别离的痛苦。自从我丈夫去世后，是阿山一直照顾着我们母女，陪我度过了难忘的岁月。直到我带着女儿。 要回中国为母亲办丧事，分别前，他把唯一的儿子阿福托付给我，带回中国跟我学中医。没想到这一别，竟然成了我一生的隐痛与悔恨。 医生，我姥姥的情况怎么样了？危险已经过去了，再观察几天以后就可以回家疗养，只是注意不要过分激动。姥姥，心里就是您常说的，要去让您找到那个地方吗？ 安赞哎！我不敢。
Rồi. Em nghe nói ông nội anh bán nhà rồi phải không? Anh đã bảo ông nội bán nhà lá cả để chuyển về Hà Nội. Anh không phải mua nhà chứ. Đừng bảo ông bán nhà, em chẳng cần gì cả. Chỉ cần... Dân ơi! Dân ơi! Dân! Cậu chết sạc máu trận tối qua rồi. Trả về đây. Dân, tôi biết hai người đang ở trong đó. Cậu ra đây, ra mau. Cái gì đấy? Cậu không biết là tôi đang bận à? Trả tiền đi. Trả tiền đi. Tiền á? Tiền gì? À kìa, Quang, đi đâu ấy? Quang, đợi tôi. Quang, đợi tôi. Đi đâu bây giờ? Anh Tân! Anh đi đâu đây? Anh Tân! Đi đâu? Đi đâu đây? Anh đi đâu đây? Mấy hả? Yes, xi mấy. Yes, xi mấy. I know. Tôi chở cô đi. Cô đi. Okay, okay, okay. Điên à? Muốn chết à? Ê, anh Trọng ơi, anh Trọng. Có chuyện gì? Nói mau đi. Đại ca vẫn chạy cái xe ghẻ này à? Kiếm được nhiều tiền thế, sao không đổi cái xe mới đi? Mày mới thua độ phải không? Nói ra thì ngại quá. Mày lại vừa thua độ đúng không? Anh nói phải đấy. Như vậy là ngày hôm nay em đã gặp được cứu tinh rồi. Tao đã nói với mày rồi, chuyện khác tao có thể giúp mày, còn chuyện vay tiền, mượn tiền thì quên đi. Ê, anh Trọng, anh Trọng. Okay, thank you. Bye bye. Bye. Anh Dũng ơi, anh cho em vay tiền đi. Xe của tao đâu? Bắt rồi. Cái gì? Thôi mà anh đừng hỏi nữa, cho em vay tạm 700 đi. Tao không có tiền. Không có tiền thì làm sao lấy xe của anh ra được? Mày nói cái gì? Mày thuê nhà của tao, mượn xe của tao, vượt tốc độ tao phải trả tiền cho mày. Hả? Mày nghĩ mày là ai hả? Tao là cái ngân hàng của mày đấy à? Thôi mà anh đừng nói nữa, em hứa ngày mai em sẽ trả anh cả tiền nhà lẫn tiền lãi, không thiếu được một xu. Ngày mai, lúc nào ngày mai? Thôi được rồi, tao có một cơ hội cho mày kiếm tiền đấy. Có việc gì làm hả anh? Mày biết nói tiếng Hoa phải không? Ông ơi, ông có điện thoại ạ. Cảm ơn. Alo. Tôi Hoa đây à? Sao cơ? Nhưng mà tại sao? Tôi đưa tiền trước rồi cơ mà. Nhưng mà tại sao lại phá? Không được, không được. Không thể làm như thế được. Cần bao nhiêu tiền thì đủ. Thôi được.
để tôi nghĩ xem có cách nào không. Nhanh, phải nói với họ là chờ tôi tới đó. Nhanh, rất nhanh thôi.香堂是从我爷爷时候起在越南河内开办的一家中药堂，为了继承中医家业，我学习中医，爷爷还将我的名字取为无香。60年代爷爷去了，为了无香堂，为了给越南人治病，我留了下来。就在那个雷雨交加的夜晚，阿善闯进了我的生活。阿善为了报答我救了他儿子阿福的命，自愿地留在了无香堂。你好。你好，你是谁？我阿敏，翻译啊，导游。我的 certificate， 我不坏啊，很好。你请进吧。你很漂亮。谢谢。你请坐吧。谢谢。不客气。谢谢。不用谢。谢谢。你坐吧。Sit down, sit down. OK. Oh, may I help you? Yes, thank you. 你知道一个叫西梅的地方吗？地方？什么叫地方？你等一下啊。越南有一个叫西梅的地方吗？西梅上面有吗？西梅？对，西梅。它有一个小火车站 ，train station。啊，西梅，中华西梅 train station。No， 写给你看吧。Here, this。啊，黑梅。黑梅？不对，越南话。黑米，黑米，耶，黑米，耶，黑米，那你能告诉我黑米它在哪儿吗？在什么地方？黑米 ，small， 很少很少，没有，我开车。对啊。你可以开车带我去啊。开车啊，不说，越南很少我知道黑米。啊，我有办法了。什么办法？我就去打电话朋友。啊，好的好的。Alo, trong vẫn chưa đi. Được rồi. Này, bảo Trọng Mai đi muộn một chút. Có người muốn nhờ anh ta chở hàng thêm đấy. OK. OK. Ủa, bạn hiểu, khai chưa, Kemi. Yeah.
很贵。什么？很贵？钱很多。啊，多少钱？嗯，500。行，没问题。No. Dollar. Dollar? Yes, dollar. 为什么？怎么会有这个价钱？这是美元，坐飞机几个来回都够了。飞机没有，汽车有。好吧，dollar，所有费用保证送到，OK? OK.那，给你。啊。啊。朋友，OK? See you tomorrow. No, 我给了你钱，你必须要给我收据啊。收据你懂吗？哦，收据。OK?Tôi đã nói với cậu rồi, riêng chuyện vay tiền ấy, quên đi. Chị Duyên, chị tìm ông ạ. Ông dậy chưa? Sáng sớm, ông đã ra ngoài rồi chị ạ. Thế em có biết ông đi đâu không? Ông đi Hà Nội. Đi Hà Nội làm gì? Em không biết, hình như đi lần này ông không về nữa. Không về nữa? Thế nhà này bỏ hoang à? Nhà này bán rồi. Bán rồi á? Chị đi về mà. À hả?Xe tôi không chở đàn bà. Ê, anh Trọng. Em mà nói từ trước rồi, sao bây giờ đưa người tới anh lại bảo không? Tôi đã nói với cậu rồi, tôi không chở phụ nữ, nhất là người nước ngoài. Nước ngoài gì? Cô là bạn em. Anh Mi, anh Mi, anh Mi đang nói gì vậy? À, ok ok. Thái Nguyễn, Thái Xua, Trái Giảo. À?五百美元还嫌少啊？啊，不少不少，啊，他，我，朋友，啊，不用钱。人，đang nói gì đấy？cô ấy bảo là anh rất đẹp trai, rất sành điệu. Vớ vẩn.他在说什么啊？啊，他说可以的。谢谢啊，给你添麻烦了。啊，哥们。Hello， 娟呐。Anh Dân， sao anh cứ tránh em？ Anh đi đâu vậy？ Đâu có.Anh muốn mi em một cái còn chẳng kịp. Sao lại phải tránh em? Anh đang có việc quan trọng cần phải làm. Việc gì vậy? Anh đang ở đâu? Anh đang ở nhà ông nội. Đang bàn với ông nội về việc bán nhà. Rồi chúng mình về Hà Nội. Anh nói vớ vẩn. Em đang ở nhà ông. Rốt cuộc thì anh đang ở đâu? Anh Anh đừng có đi. Anh Trọng. Alo.Đi cùng em ra bãi hàng. Anh đi á? Sao lại là anh?
chuyện của hai vợ chồng em liên quan gì đến anh? Ai với anh ta là vợ chồng? Nhanh lên, đừng để cho anh ấy chạy mất. Chạy chậm chậm thôi, đừng vượt quá tốc độ. Bật cái nhạc lên đi. Ôi, cái nhạc này cổ quá rồi. Để im đấy. Cái này gì vậy mà? Cái này gì à? Bù hà chì, bù hà chì. Thính hò thính à? Bù hà chì, bù hà chì. Hò thính. Bù hà chì. Này, chính đi của tôi ba. Ồ. Oh. 怎么样? Oh. Good. Good, gặp cảnh sát nữa thì sao? Sợ gì, gặp cảnh sát em nộp phạt cho. Mày làm gì đấy? Sao lại rẽ vào đấy? Dừng ở đây làm gì? Cho cô đi vệ sinh. Ở đây làm gì có nhà vệ sinh? Thì em phải đỗ ở đây để cho cô xuống. Em xuống đây. Sao cô không xuống vệ sinh đi? Đi nói gì mà? Đi. Điều mà mày cứ như ma ám ấy, mày giấu tao điều gì đúng không? Không có, em là người đàng hoàng mà anh. Thôi được, mày lên nói con bé đi vệ sinh đi, rồi chúng ta còn phải đi tiếp. Okay. Đi. Okay. Nói đi. Ta, xin đi, xin lại, sang xe sửa. Tôi không xe sửa. Cô nói gì đấy? Cô ấy bảo là anh làm cho cô ấy sợ. Cái gì? Tao có nói gì đâu. Chỉ làm vài động tác. Ôi dồi ôi, làm động tác như thế thì cũng làm cô sợ hết hồn à? Thế thì phải làm sao? Cô ấy tưởng là anh muốn làm cái chuyện đó đó. Thằng khốn nạn. Thôi lên xe. Ấy, ấy. Bây giờ hai người đi trước đi. Em đi có tí việc nhá. Này, thế sao được? Người thì mày đem đến, ngôn ngữ thì không thông, mày bỏ đi thế sao được? A Mi, A Mi, nghe lão sư nói, mày có phải là có quỷ? À, mày là gì? Mày đang lừa tao. À, tôi không có. Mày còn nói không có. Mày lấy tiền của tao, mày phải đưa tao đi Xinmei. Sư phụ, không chỉ. À, phải đi Hê Mi, tôi không chỉ. 他去，不行，你必须去。 Cô ấy nói cái gì? Cô ta nói là có anh đi là được rồi. Bảo cô ấy, tao bảo không được. Ê, cô. Ê, 你放开我，你干什么啊你？ Cô. À, cái gì? Cậu lên xe. Bắt cơ. Lên đi. Ngồi ra ghế sau. Cô lên đi.
明，他又去哪儿啊？啊，下去拜佛。拜佛？嗯哼。啊，你看那边好漂亮！啊，我一定要拍下来。叔叔，để làm quà cưới chúng ta mà. Còn bà mẹ, ông vợ em bán nhà rồi, anh đi mà cưới cô người Trung Quốc đi. Cái gì? Bán nhà rồi á? Em đừng có nói linh tinh đi nhá. Nói linh tinh? À, anh đi cùng em rồi sẽ biết. Bỏ tay ra. Hả? Như chút sao? Sao? Thích anh ấy rồi hả? Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ giành lại anh dân của tôi. Đi đi anh Quang. Hả? 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 làm gì mà vào đây hét ầm lên thế? Giới á, ăn mặc như thế này mà đi vào đền á? Cô làm hỏng việc của tôi rồi. Cô này, cô này. Xăng rồi. Thế thì đi mua xăng đi. Em đi bắt nó. Anh phải làm xe ôm cho em. Đã mất thời gian rồi còn mất thêm tiền. Anh Dân, xuống dắt xe đi. Dân đâu rồi? Hải mà Hải à? Tỷ Dân bỏ cha là. Cậu Dân đâu? Dân ơi!
边了。阿明他被人绑架了，被人绑走了。人都走。绑架，绑架，你懂吗？哎呀，你们搞我一地刀。哎呀，绑架，绑架，绑架，你懂不懂？人呢？你别喊了，他被人绑走了。哎，人都往里走，都空腿溜过来的，过来的。哎，你干什么去啊？你不能走，你不能丢下我不管啊！哎，你说清楚啊！我空腿溜过来干什么？我都不知道黑米在哪儿。我就是要去西门，你一定要带我去。过来是公费对，都空腿溜过来的。不行，你收了我钱的，你必须得带我去。你，你装什么傻呀？钱你懂吗？钱。我có đưa thêm nhiều tiền nữa, tôi cũng không thể đưa cô đi được. À, nhìn đằng ra, nhìn bên rồi. À, nhìn bên họ à, nhìn khai mến. À, tôi phụ lại tiền rồi, đây là tự chủ, nhìn khai. Nhìn khai khai. Thằng dân nó lừa tiền của cô rồi. Cô đi mà tìm nó đi.Để ở chỗ Toto. Ai? Thì là cô người Trung Quốc ấy. Tiền và giấy tờ để hết ở trong túi áo. Thế anh đứng đây làm gì? Đi tìm đi. Nói gì không? Thì ai đang nói gì đâu. Lên xe đi. Em ơi, Toto, lên xe đi. Lên xe đi.孩子，这么大的太阳，你自己看看，怎么会下雨嘛？哼！啊啊啊！你干什么呀你？啊啊啊！抢刀！骗子！啊！放开我！哎呀，你放开我！啊！哎，我的包！啊啊啊！啊！你干什么呀你？啊！你到底要干什么？你疯了你！
Anh Trọng, có cô gái nào ở trên xe thế kia? Cô ấy người Trung Quốc. Hả? Người Trung Quốc? Sao anh lại đưa người Trung Quốc đến đây? Đó là việc làm dỡ dần của thằng Dân. Cô ấy đến đây rồi, em cứ thu xếp cho cô ấy một chỗ ngủ. Tối nay có thể trời mưa lớn, anh không đi nữa. Chào em. Vào nhà đi. Thanh à, cô không hiểu tiếng Việt đâu. Uống nước đi. Cảm ơn. Ngồi chơi. Chị ra ngoài giúp anh Trọng một lát. Cô ấy đi tìm một địa danh tên là Khê My. Thằng Dân cầm tiền của cô ấy, đẩy vào trong xe anh, rồi nó biến đâu mất, để mặc cô ấy lại trong xe, làm cho anh khó xử. Cái cậu Dân này. Cái thằng này bây giờ hỏng rồi. Cái kiểu này để có tiền, dám nó bán cả bố nó đi cũng chưa biết chừng. Thôi, được rồi, em đi vào rửa tay đi.田园风光，anh Trọng, nhìn kìa, ra xem cô ta làm gì ở ngoài kia. Thôi, kệ cô ấy. Ê, người ta là khách. Để người ngoài đấy sao tiện? Người nước ngoài em không hiểu đâu.
Anh cất tiền đi. Bác trai ở nhà cũng cần đến tiền đấy. Chuyển xong chuyến hàng này, anh sẽ về đón hai mẹ con. Anh sẽ đưa hai mẹ con em đi xa, dựng một căn nhà mới, đỡ phải nghe người ta điều tiếng. Anh Trọng, anh đối với anh Văn như thế, mẹ con em chịu ơn anh suốt đời. Nhưng như thế thì thật không công bằng cho anh. Mẹ con em phiền lụy anh. Anh nghĩ rồi, lần này nếu không cưới em, anh cũng không thể để mẹ con em sống như thế này được. Anh Văn Linh Thiêng chắc cũng vui lắm. Cô gái kia ở ngoài, em ra xem thế nào. Thôi, để anh đi. Đi vào ngay. Tiếp cầu à? Ở đây nguy hiểm lắm, vào ngay. Em giúp cô ấy dọn rồi. Chúng ta dọn cái này vào tôi với. Anh Trọng, có chuyện gì thế? Anh Trọng! Có phải cô làm việc này không? Có phải cô làm việc này không? Tại sao? Tại sao cô làm như vậy? Tại sao cô ngu xuẩn như thế? Anh Trọng, anh làm gì thế? Rồi hả? Sau này tôi xui xẻo thế này. Vào nhà xem cô ấy thế nào.
Anh Trọng, anh Trọng, cô ấy bỏ đi mất rồi. Cô để lại tiền à? Vâng, anh làm cho cô ấy sợ. Anh cũng đáng, nhưng mà cô ấy không nên bỏ đi như thế này. Không, mình phải đi tìm cô ấy. Tìm được cô ấy rồi sẽ đưa cô ấy đi Khê Mỹ. Anh chưa đi Khê Mỹ bao giờ, không biết nó ở đâu. Không sao, việc đã hứa, có mấy cũng phải làm. Đây chỉ có tây đường, chắc cô ấy đi tây đường. I'm sorry, chị, chờ lì chị, nì ta tên loa kì hùa, hùa, bù xì lờ, à, phang xì lờ. Nì phiền wò, nì tòng yì khai sử yù phiền wò. Mèi yǒu, mèi yǒu. Nì hán shuō mèi yǒu, wǒ wěn nì. 你把钱给阿仲了吗？ 你知道西梅在哪儿吗？ 就算是从老街到西贡， 也用不着500美元。 500美元？ 亏了， 亏一下， 亏一下。 你以为我是为了讨价还价才来找你的吗？ 才给你打的电话？ 你错了， 我根本就不在乎钱， 我在乎的是一个人的诚实， 我容忍不了骗， 你懂吗？ You know？ 我不懂。 你当然不会懂，因为你根本就不够诚实。嘿，叔叔，对不起，我不需要翻译。嗯，我们没有，我们去找西美，不借钱。不用了，我自己可以找。 Mà đã vội đi rồi. Bù, cái này là tôi bồi thường cho các bạn, là tôi đã sai. Đêm hôm qua trời mưa to, rồi là tôi đã cắt dây thừng, toàn bộ. Được rồi, chị với anh sẽ đưa em đi. Em có biết Khê My ở đâu không?
你是说西梅吗？哎，它是一个火车站 ，train， 你懂吗 ？train。黑妹搞个谁？对呀，就是西梅。哎呀，呜呜呜，火车站，塞了，塞了。别走，chúng ta đi nào。师叔，师叔，bố ơi。Cái trọng về đấy hả con?Bố ạ, vào đây. Cháu chào bác ạ. Chào ông đi con. Con chào ông ạ. Đây là Thanh và bé Tiếu mà con đã nói với bố đấy. Chào cháu. Cô ấy tên là Tô Tô, là người Trung Quốc. Người Trung Quốc à? Cô về đây có việc gì? Cô ấy tìm một chỗ tên là Khê Mi. Khê Mi. Tại sao cô biết Khê Mi?Con cũng không biết nữa. Cô ấy bảo Khê Mi có xe lửa. Bố đã từng làm trong ngành đường sắt. Bố có biết nó ở chỗ nào không ạ? Xin chào. Ni chuẩn mơ chứ tao gì mấy? Lão bố, Ni thật mấy hồi Trung Quốc hả? Bố chế thịa lúc sân ban tờ xí âu.居于中国以南，蒙子。蒙子，我知道，我是在昆明长大的。叔叔，这就是新梅火车站。Được rồi, anh biết rồi mà, đấy là lỗi của anh, đừng giận anh nữa. Em xuống Hà Nội đi. Đúng rồi, anh đang ở ga, có việc phải đi gấp.Đúng rồi, nhớ nhá, sáng mai hẹn gặp nhau cầu Thế Húc nhá. Nhớ em nhá. Xuân 姐吗？我是素素。姥姥现在情况怎么样了？什么？真的？啊，那赶紧让姥姥接电话。姥姥，素素的电话。素素，找到了吗？姥姥。我找到了，我找到西梅了，对，我现在就在西梅火车站。西梅，西梅，我的阿福，阿福是个懂事可爱的孩子，他那双忧郁的眼睛让我特别的爱恋，好像总在预示着有什么不安的事要发生。这个阮仁山是你的什么人？听姥姥说是他在越南的恋人。你姥姥来过越南？对啊，从姥姥的爷爷开始就已经在越南开中药堂了。姑娘，收拾好东西，明天我带你去找阮文山。啊，老伯，你认识阮文山？
hình như tôi bị mất một món đồ. Anh có thấy nó ở đâu không? Nhưng nó là cái gì? Em không hiểu, nhưng có vẻ là rất quan trọng. Nó vô, nó vô. Một cái đông xì chóng đỏ là Sớm đông xì Bảo nái xa Bình lăng hờ, xa xanh kể lão lão xin vụ Nguyễn Văn Sơn, do the we the phong. Ai là Nguyễn Văn Sơn? Anh cũng không biết. Nó là của cô gái Trung Quốc đánh rơi. Chắc là cô ấy cũng lo lắng. Anh nghĩ thế à? Ừ. Anh sợ em ghen à? Thế thì anh mới biết là anh luôn nhớ đến em như thế nào. Anh này, ngay cả nói yêu em anh cũng không nỡ nói ra. Đúng là cái đồ kỳ bò. Thôi nào mà. Nhưng Hà Nội rộng thế này, biết tìm cô ấy ở đâu đây? Mình sẽ tìm tới địa chỉ này. Đây là tên của một phố Hà Nội xưa. Anh sẽ gọi 1080 để hỏi nhé. Ừ. Thế mình đi thôi anh. Ừ, đi. Lão bố, không phải 搞错 rồi ba? 姥姥，苏苏的电话。 来开门了。 Ba cho con hỏi đây có phải nhà ông Nguyễn Văn Sơn không ạ? Sơn nào? Dạ, ông thầy lang chữa bệnh nhé. À, ông chuyển đi từ lâu rồi. Dạ, bây giờ ông chuyển đâu ạ? Ôi trời, ai mà biết được. Dạ, con cảm ơn bà.姑娘，你就是。姥姥说，如果找不到了，就让我把这些东西留在这儿，做个纪念。为什么？因为姥姥就是在这儿，把阿山的儿子阿福弄丢了。怎么丢的？轰炸。 把他弄丢了。
姥姥自从丢了阿福以后，就再也没有机会回过越南。她怕，怕阿山经受不住这种打击。她还给他写了很多封信，想告诉他关于儿子的事儿，让他来新梅找，可信都被退回来了。快40年了，这件事儿一直像一块石头压在姥姥的心上。我本来想帮他完成这个心愿，看来是不行了。六九吧，也许还有希望。可是我得回国呀。如果你是多过我，把这些东西，都留给我。我已经退休了，帮你慢慢找。我想，一定会找阿森的。那就谢谢你了。你去哪玩？越南呀。好，你去哪里？Ông này làm gì đây đấy ạ? Dạ, thế hai cháu đến đây làm gì? Dạ, cháu đến đây để tìm một người ạ. Tìm ai? Dạ, tìm người chủ chiếc xà tích này ạ. Dân, đi tìm cô gái Trung Quốc về đây. Dạ, cô ấy đang tìm một người có tên là Nguyễn Văn Sơn ạ. Nguyễn Văn Sơn á? Ông biết ông ấy ạ? Ông chính là Nguyễn Văn Sơn. Ông á? Ừ, mau đi tìm cô gái Trung Quốc lại về đây. Sao cháu lại không biết ông là Nguyễn Văn Sơn nhỉ? Mà sao lại có cái nhà to như thế này ạ? Đừng hỏi gì nữa, mau mau đi tìm đi. Nếu cô gái đó không về đi tìm, không có cách gì giữ nổi ngôi nhà này đâu. Dort nâng ai ơi khá nói gì lấy ăn ấy đi tôi tôi sẽ quay lại thăm chị老伯请你告诉他这个手机里装的是越南卡送给他让阿仲经常给他打电话cô ấy tặng cháu chiếc điện thoại di động để cháu tiện liên lạc với cháu trong đó có sim gì đấy thanh xíu xuống anh trong cháu điện tàu đến rồi nhanh lên该你，谢谢。谢谢，那我走了。谢谢。再见。干面。
师叔，哎，张嘛，张大来，都多少鬼啊？啊！高英哎，叔来，对，哎呀，啊，哎呀，啊啊！哎张，哎làm gì thế？Hôm nay anh phải dạy cho nó một bài học. Anh Trọng. Đấy. Có phải mày lấy cắp đồ của cô ấy không? Anh Trọng, anh nghe em nói đã. Anh Trọng. Đây cũng là đồ của ông em cơ mà. Đừng đánh cậu ấy nữa. Anh nghe em nói. Anh Trọng, anh nghe em nói. Em đã tìm thấy Nguyễn Văn Sơn rồi. Anh đã tìm thấy Nguyễn Văn Sơn rồi. Ông cháu có đúng là Nguyễn Văn Sơn không? Dạ đúng rồi ạ. Đấy là tên trước đây của ông cháu ạ. Ồ thế à? Anh Trọng, mình đi mau lên, nhất định phải đuổi kịp Toto mới được.快！弟弟，念念下地。那发现。阮先生他在哪里？在河里。那你在哪找到他的？他是我爷爷。真的？真的太好了！哎，借你手机给我用用。姥姥，姥姥，叔叔的电话。他在哪儿？您听电话。哎。河内，我真的赶过去。好，我知道。姥姥说，房子一定不能拆，因为里面有样很重要的东西。哎，张妹，你nhanh thêm chút nữa。Tôi không lái máy bay. Nếu không đến đó kịp thì căn nhà đó sẽ bị dỡ bỏ. Căn nhà nào? Nhà của tôi.Chậm lại con. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ anh? Màu đỏ lại nó vừa đâm gãy áo trắng. Ông ơi. Quay, nhìn mà看. Hỏng rồi. Lần này tắt không nổi.你懂吗？
Ông ơi, đây chính là cô gái người Trung Quốc ạ. À, ta chính là Gia Trà Chí Sơn. Nhi chính là Rào Văn San Siêng Sơn. Cô nương, nị sư. Tôi là Su Su. Đây là lão yêu tôi giao cho nị đồ gì. Khá là có một đồ gì, tôi nông đưa rồi. Chà chà, mấy đưa. Chính là cái này. Sao lại ở đây? Ồ, Sơn. Ta. À, Sơn, bố bố. Tôi tìm anh rất vất vả. Lão Lão bị bệnh, nhưng anh ấy vẫn luôn nhìn chăm chăm. Ồ, Sơn à, cuối cùng cũng đợi được. Bố bố, Lão Lão cũng đang đợi anh. A Minh, đây là chỗ phát video của anh không? Được, đi, bên kia có một người. Đi, nhanh lên, bố bố, đi.Bác hãy coi cháu như Phúc, đứa trẻ bị lạc ngày xưa. Phúc, nó đã ở đâu? Vâng ạ, cháu chính là đứa bé bị lạc ở nhà ga năm đó. Công à, là tên ta những cáo rút. Là tên nào?
Bà chị, chị không cần biết nó có phải là cháu Phúc hay không. Dù Phúc ở đâu đi chăng nữa, tôi tin chắc rằng nó sống rất tốt. Bởi vì chẳng có ai vứt bỏ con của chúng ta cả. Cảm ơn ông tốt quá. Ông Khoa, ông hoảng loạn quá không? Con trước khi anh Sơn đi, con dặn lại tôi, cả nửa đời sau này tôi sống cũng là để chăm lo Phố Hương Đường của chúng ta. Nếu Tô không đến kịp, chút nữa là không giữ được rồi. Su su, 姥姥，我在这儿。快带他们到无相堂。好，我知道孙姐吗？快让姥姥接电话。姥姥吗？我现在就在无香堂。苏苏，告诉华伯，按我说的做。好。着装。天地，抓药，当归，两钱。冬八钱，半夏九钱，黄连三钱，最后一味药，你们抬头往上看，你们看到了吗？可都是中医的医理啊，没有药。当中的那位，仁义，对，仁义，仁义，去，往下拉。
胡香堂千金秘方本来就是越南的，就让它永远的留在越南。说的对呀，我会回来的。人总是要回归的。Thank you.